một ít để có mỗi người có thể có dịp để làm thánh cho lòng thương xót của Chúa, vì chúng ta có rất nhiều nhưng mà chỉ cần nghĩa là mới nhất của mình mà thôi. Thầy cha con cảm ơn lòng thương xót Chúa. Thầy cha con nhiều bệnh lắm, con được ơn con mới cái tháng 2 rồi nữa. Con bị ngứa thì nên đi chạy về đấy. Thế con lên con dẫn thầy cha cho lòng cha những tay con thì về. Thầy cha đã gần khỏi rồi. Con lên con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn tổng đoàn đã cộng. Con nói ra cái 7 năm nay rồi, con chữa bệnh đến cha mà con chữa đều uống thuốc nó mà thôi, bác sĩ bảo sống chung với lũ không thể khỏi được. Thế con lên đây thì chú ba mẹ con được khỏi, cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Và cô gì bao nhiêu tuổi ở đâu? Là Nguyễn Thị Lan, con ở giáo xứ Lê ở Hạc Hòa Thanh, địa phận Tân Lập, còn 63 tuổi. Con nhận được món quà của đồng bằng Chúa Thương Xót, 63 tuổi. 63 mà bị 36 năm. Con đắp 2 kem này, khi con kết năm 14 là con chết rồi. Bác sĩ uống nó 2 là chê con rồi. Con cho sài hoàng, con chữa sài hoàng, con tìm cái bệnh để con chữa được. Con chào con nhiều, con được 10 ngày đến giờ con nói hết, con chào bệnh hết rồi. Chưa thấy một người 63 tuổi mà 36 năm bị bệnh vậy đến là trong những trường hợp như thế nào, và hôm nay lên thì sẽ ngon lành thế này, chỉ có lòng thương xót của Chúa, quyền năng lòng thương xót của Chúa. Nếu mình tin tưởng vào Chúa, nếu mình dám cách chân vào Chúa, Chúa sẽ là tay còn con. Bài kia đó bạn rồi.